Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Không phụ lòng mong mỏi suốt gần một năm của fan yêu xe, mới đây VinFast đã chính thức mở đặt cọc mẫu xe ô tô điện VinFast VF3 theo đó, trong 3 ngày đầu mở bán, 13 tháng 5 đến 15 tháng 5 năm 2024, VinFast VF3 có giá bán 235 triệu đồng cho những khách hàng mua xe dạng thuê pin và 315 triệu đồng dành cho những người mua kèm pin. Sau đó, giá bán chính thức của VinFast VF3 lần lượt là 240 triệu đồng và 322 triệu đồng, không chỉ sở hữu kiểu dáng mini nhỏ gọn và giá bán thấp nhất thị trường hiện nay. VinFast VF3 còn hấp dẫn người tiêu dùng bằng hệ thống 9 màu ngoại thất trẻ trung, mới mẻ. Cụ thể, dòng xe VF3 cung cấp 4 lựa chọn màu ngoại thất cơ bản là xanh, trắng, đỏ và xám, cùng 5 lựa chọn màu ngoại thất nâng cao là vàng nóc trắng, xanh lá, hồng tím, xanh dương nhạt nóc trắng và hồng phấn nóc trắng. Bảng màu này đã khiến cộng đồng người tiêu dùng không khỏi háo hức bởi nhiều màu trong số này là những màu sơn hiếm thấy ở các hãng xe khác. Thông thường, nếu muốn sở hữu, người dùng phải tự độ bên ngoài. Netizen trên mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng những người mê xe dịch đều tỏ ra hết sức phấn khích với sản phẩm này, đồng thời để lại nhiều lời khen dành cho chín màu ngoại thất của xe. Bên cạnh những đối chiếu các tiện nghi của các mẫu xe điện cỡ nhỏ hiện có và sắp về Việt Nam, khả năng bảo vệ hành khách của chúng cũng là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Trên thực tế, khả năng bảo vệ hành khách đã là vấn đề được nghiên cứu từ nhiều thập kỷ trước nhất là khi ô tô ngày càng phổ biến và có tốc độ cao hơn. Khả năng bảo vệ hành khách của một chiếc ô tô có thể tạm chia làm hai nhóm: an toàn chủ động và an toàn bị động. An toàn chủ động là tất cả các biện pháp thực hiện trước lúc va chạm nếu có xảy ra. An toàn bị động là tất cả các biện pháp được thực hiện sau khi xảy ra tai nạn nếu có. Các biện pháp an toàn chủ động trên xe có thể kể tới các tính năng như chống bó cứng phanh ABS, cảnh báo điểm mù hay hỗ trợ giữ làn. Các biện pháp an toàn bị động trên xe có thể kể đến như túi khí, dây đai an toàn hay vùng hấp thụ xung lực. Việc trang bị các tính năng này làm tăng khả năng bảo vệ hành khách của xe. Tuy nhiên, việc các tính năng này hoạt động hiệu quả tới đâu cũng là một vấn đề cần bàn tới. Ngày nay, nhiều trung tâm thử nghiệm xe trên thế giới đã ra đời như NCAP hay NHTSA. Các trung tâm này thường mang nhiệm vụ đánh giá khả năng bảo vệ của phương tiện trong các tình huống có thể xảy ra ngoài đời thực. Các bài kiểm tra có thể biến đổi tùy theo tiêu chuẩn của thị trường hoặc tùy theo thói quen di chuyển của người tiêu dùng. Tiêu chí đánh giá cũng được cập nhật theo thời gian để phù hợp với tình hình thực tế. Một ví dụ có thể nêu là mẫu VinFast VF8. Mẫu xe này được ASEAN NCAP chấm an toàn 5 trên 5 sao, nhưng Euro NCAP chấm 4 trên 5 sao. Kết quả khác nhau không có nghĩa là hai chiếc xe được thử nghiệm khác nhau. Sự sai khác này chủ yếu đến từ cách kiểm tra, đánh giá của hai cơ quan này không giống nhau có sự khác biệt tùy theo thị trường. Quay trở lại với VF3, hiện VinFast chưa chính thức công bố thông tin chi tiết về các tính năng an toàn hay khả năng bảo vệ hành khách của mẫu xe. Tuy nhiên, trang chủ của một đại lý VinFast đã cập nhật thông tin rằng VF3 được trang bị tính năng chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và có kèm túi khí chưa rõ số lượng. Ngoài túi khí, các tính năng an toàn được nêu ra trên VF3 đều là các tính năng an toàn chủ động, tức là có tác dụng nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu tối đa tai nạn. Nếu các tính năng này được trang bị trên VinFast VF3 khi bán đại trà, mẫu xe này sẽ là một đối thủ rất đáng cân nhắc mua trong phân khúc xe điện mini tại Việt Nam.